là nhỏ nó là muốn làm một cái thiệp làm bằng lá thông thật. Nhưng mà cô kiếm không có lá thông mà cô cũng không biết lá thông thật nó kiểu dạng giống hình dạng như thế nào nữa. Nên là con thông cảm cho cô nha, và cô sẽ làm mấy mẫu thiệp đơn giản để làm, và cũng muốn góp vui cho cái sân TikTok của mình thêm vài mẫu thiệp Noel đa dạng, để hy vọng rằng là mọi người sẽ có thêm ý tưởng để làm thiệp. Với tấm thiệp đầu tiên này thì mình làm bằng bìa thôi, bìa cứng á. Thì kích thước của nó là nửa tờ giấy A4. Mình chỉ vẽ một cái thông nhưng mà mình cắt nửa thôi. Còn nửa còn lại á thì mình để mình dán cái ngôi sao này lên này, và mình ghi chữ vào đây. Thế là xong một cái thiệp Giáng sinh rồi đó. Rất là đơn giản. Còn nếu mà cây thông khó quá thì mình sẽ làm cái thiệp nữa đơn giản hơn. Cái thiệp này mình sẽ làm màu trắng ha. Và mình sẽ cắt một cái màu đỏ, nhưng mà cái màu đỏ hình tròn. Mình sẽ lấy cái kéo mà răng cưa, còn nếu bạn nào không có kéo răng cưa mình tự cắt cũng được. Và sau đó mình sẽ viền xung quanh như thế này. Nhìn thấy là đơn giản không? Viền kiểu gì cũng được hết á. Mình lấy cái bút xóa này, mình chấm lên giống như những cái quả nhỏ tròn tròn ấy, rồi gắn lên tấm thiệp màu trắng. Và mình sẽ vẽ một cái sọc đỏ, một cái sọc xanh. Thì để cái thiệp của mình nó thêm đẹp á, thì các bạn nên mua mấy cái màu nhũ á, cái bút màu nhũ này, để viết lên tấm thiệp này sẽ đẹp hơn. Đó, chữ mình thì không được đẹp lắm, nên là mình cứ viết tạm như vậy. Rồi đây là mình sẽ gắn thêm hoa và làm thêm một cái nơ như thế này nữa. Mình làm cái nơ đơn giản thôi. Cái nơ này ở bên shop mình cũng có này. Và mình gắn vào đây. Đó, vậy là xong một tấm thiệp rồi đó. Đơn giản không? Để gắn cái hạt ở đây này. Rồi bây giờ mình sẽ sang một cái thiệp khác. Tấm thiệp này là mình sẽ kết hợp với lại nỉ, với lại cái kẽm nhung á. Và bây giờ mình sẽ cắt viền thiệp nhé. Mình chỉ cắt thiệp mà viền cong cong như thế này thôi. Là mình sẽ lấy nỉ, mình sẽ làm hai hình tròn như thế này. Một cái hình tròn to và một cái hình tròn nhỏ. Mình gắn lên làm người tuyết. Còn đây là cái kẽm nhung nè. Kẽm nhung này mình bẻ, mình uốn thành cái mũ. Và sau đó làm cái khăn quàng cổ nữa cho chú người tuyết này. Hai gắn mắt, gắn mũi lên. Vậy là xong rồi đó, gắn vào tấm thiệp. Còn mình sẽ làm một cái cây thông bằng cái sợi nhung này luôn. Rồi mình gắn lên, viết chữ lên. Vậy là xong. Quá là đơn giản luôn. Lần này là mình làm thiệp đủ linh tinh mọi chất liệu, vật liệu luôn. Còn nếu mà không có cái vật liệu gì để gắn, không có nỉ, không có những cái thứ đó, thì mình cũng có thể vẽ. Chút xíu nữa mình làm một cái thiệp vẽ. Và chỉ làm một cái clip này là về thiệp Noel thôi. Bởi vì Noel nó có nhiều ý tưởng mà có nhiều đồ để làm. Có thể là đồ trang trí và đồ quà tặng nữa. Nên làm thiệp Noel là mình chỉ dành một cái clip này thôi. Một vài mẫu thiệp đơn giản để cho các bạn tham khảo. Đây là bìa trắng. Nếu bạn nào không có bìa trắng thì lấy giấy trắng cũng được. Để cho các bạn không có nói cô là cô ơi con không có bìa màu, con chỉ có bìa trắng thôi, thì bìa trắng ha. Bìa trắng thì mình vẽ hình lên, mà vẽ hình ông già Noel lên là xong rồi đó. Các bạn có thể vẽ theo tùy ý thích của mình. Còn bây giờ sẽ là một cái tấm thiệp cho những bạn mà không có bút màu và không có cái gì hết. Thì bây giờ mình chỉ cần có một tờ giấy như thế này. Mình gấp đôi lại và mình chỉ vẽ thôi. Mình dùng cái bút đó, mình vẽ hình cái lốc xoáy. Và sau đó là mình sẽ chấm 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 lại như thế này. Vậy là xong rồi đó. Rất là đơn giản. Rồi bây giờ cây thông có rồi, ông già Noel có rồi, người tuyết có rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái thiệp của chú Tuần Lộc ha. Làm nguyên cái đầu con Tuần Lộc to như thế này nè. Cười toe toét luôn. Gắn vào đây, gắn nơ. Vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn làm được nhiều tấm thiệp đẹp của riêng mình để tặng cho bạn bè và người thân nha.